Vâng, Đồ Cổ Văn Sáu rất vui khi được trở lại cùng quý vị trong các video mới. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng nhau check góc máy để thỏa mãn đam mê và chiêm ngưỡng những tác phẩm đồ gỗ có ở trong video. Và xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau theo dõi. Vừa rồi thì chúng ta vừa được check góc máy quan sát một mẫu bình phú quý được làm hoàn toàn trên chất liệu gỗ cẩm. Và ngay trên tay tôi đây đó là hai mẫu bình phú quý cỡ nhỏ mini, cũng được làm trên chất liệu gỗ cẩm với những đường vân và những đường chun có trên tác phẩm. Vân gỗ cẩm thì check gần thì quý vị thấy là cái đường vân nó sẽ dày hơn so với lại vân gỗ hương. Một cái cặp bình nhỏ này thì giá thành sẽ dao động vào khoảng là một chiếc là 600.000. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau quan sát một mẫu tượng voi. Voi tài lộc, voi phong thủy, ôm đá tự nhiên. Một số mẫu tượng nhỏ nhỏ xinh xinh. Mẫu này thì được làm trên chất liệu là gỗ hương, được đục là một chú heo rất là mũm mĩm dễ thương. Heo thì sẽ có ý nghĩa phong thủy, đó là giữ tiền, giữ của cho gia chủ và đem lại cho gia chủ, những người sử dụng tượng heo, một cuộc sống an nhàn. Nó ấm và đầy đủ. Và trên góc máy bên này thì là một đôi trái đào làm rất là kích thước lớn và chế tác trên chất liệu gỗ cẩm. Rất nhiều mẫu độc đáo trong video ngày hôm nay. Tuy nhiên là thời lượng cũng ngắn, vì vậy tôi cũng sẽ check qua cho tất cả quý vị cùng chiêm ngưỡng. Quý vị nào theo dõi video ngày hôm nay muốn mua các sản phẩm có tại trong video, có thể liên hệ ngay tới số điện thoại hotline rất quen thuộc của Đồ Gỗ Văn Sáu là 0968 152070 và 0972 282070. Hoặc quý vị có thể đăng ký kênh của Đồ Gỗ Văn Sáu này và tìm trên Facebook qua gõ từ khóa đó là Đồ Gỗ Văn Sáu, kết nối Zalo qua số điện thoại tôi vừa chia sẻ, hoặc trực tiếp lên website đogovansau.com để được theo dõi cũng như là tìm hiểu về các mẫu tượng gỗ hiện đang có tại trung tâm qua các bài viết rất là hấp dẫn cùng với những hình ảnh sắc nét để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về đồ gỗ cũng như là những cái sản phẩm đồ mỹ nghệ hiện tại đang có ở bên trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một bức tượng. Bức tượng này cũng là thần giữ của, đó chính là tượng Long Quy. Mẫu tượng Long Quy được chế tác trên chất liệu gỗ cẩm với cái phần mai và phần đầu. Đầu thì là đầu rồng, mình rùa. Mẫu này thì được đục rất là đẹp, cân đối. Phần mai rùa thì vân đẹp và đục những cái họa tiết hoa văn bên phía diềm của mai, cực kỳ là độc đáo cho tác phẩm này. Và cuối video xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi một tác phẩm rất độc đáo. Đó chính là tác phẩm phôi lũa của gỗ hương, được người nghệ nhân đục, đó là một mặt là mặt thiện và một mặt là mặt ác. Tượng trưng đó là mặt Phật và mặt quỷ. Thiện và ác có ý nghĩa như sau: ông thiện hay ông ác này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thiện thần ủng hộ chốn giả lam và người thọ trì kinh, và ác thần trừng ác, bắt phạt trừng trị những người có ác tâm phá hoại Phật pháp, phá hoại những người tu hành, thường được đặt thờ. Và việc thờ tượng ông khuyến thiện và ông trừng ác nhằm thể hiện sự tồn tại biện chứng của hai mặt đối nghịch giữa thiện và ác trong cuộc sống đời thường. Đây chính là hình thức giáo dục sâu sắc nhằm nhắc nhở con cháu, con người nên ăn ở hiền lành, không nên có ác tâm, làm người khác đau khổ, làm lành thì được các vị thiện thần ủng hộ, làm ác thì bị các vị ác thần trừng phạt khiển trách. Và hiểu gần hơn nữa thực tại thì tác phẩm Thiện Ác muốn nói lên sự cố gắng
của bên trong con người mỗi chúng ta. Mỗi điều thiện trong mỗi chúng ta sẽ thắng được cái ác. Bởi bên trong mỗi con người sẽ có tồn tại giữa thiện và ác, nên phải làm sao để đấu tranh trong cái tâm thiện và thắng được cái ác mới được gọi là giác ngộ. Và điều ý nghĩa quan trọng luôn nhắc nhở chúng ta một điều, đó là không làm các điều ác, nguyện làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch đúng như lời Phật dạy. Và cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.